gặp mẹ con xin nói thật, rất nhiều nhà lục đục không vui, cơm không lành canh không ngọt, cần mẹ ra tay cứu giúp. Kính lạy mẹ, mẹ lòng thương xót, là mẹ con mẹ rất thương con, xin mẹ thương tất cả mọi gia đình, cầu mẹ thương như lòng Chúa xót thương. Dân muôn nếp sống là lời nói thay, kính dâng lên mẹ tấm lòng chúng con hôm nay. Dân muôn nếp sống là lời nói thay, kính dâng lên mẹ tấm lòng chúng con hôm nay. Kính lạy mẹ ban muôn phúc lành cho nhà nhà được trọn niềm vui, nay không còn cạnh chia lìa nhường nhịn nhau không tranh chấp. Kính lạy mẹ, mẹ lòng thương xót, là mẹ con mẹ rất thương con, xin mẹ thương tất cả mọi gia đình, cầu mẹ thương như lòng Chúa xót thương. Dân muôn nếp sống chồng con bệnh xơ gan như là tiểu đường, con xin luôn luôn cho báo chết, con cầu xin trẻ chồng con bây giờ hết bệnh rồi nhà con khổ cái nhà. Rồi chị, chồng chị tên là gì, bao nhiêu tuổi? Dạ Hồ Văn Hường, hôm nay là 45 tuổi. Rồi bị bệnh gì? Dạ bệnh tiểu đường như là bị xơ gan. Rồi sao chị biết cái điểm tin mừng mà đến đây để cầu nguyện để Chúa chữa lành cho chồng chị? Dạ con nghe bệnh sơ tâm từ là cô của con. Con đi lần này lần thứ hai rồi cha. Bây giờ nhà con, bây giờ con có được cái nhà, chồng con thì hết bệnh, mà chồng con học cái say xưa chỉnh miết à, bún đập con miết thằng. Bây giờ con cầu xin Chúa ban cho ơn con, bây giờ gia đình con được bình an, con tất con tạ ơn Chúa. Rồi chồng chị say xưa bao nhiêu năm? Dạ mười mấy năm đó cha. Mười mấy năm say xưa, mà say xưa như vậy thì là xơ gan là đương nhiên, cổ trướng là đương nhiên thôi. Và mỗi ngày đánh chị mấy trận? Dạ cô không đánh, đào chồng cô không đánh con, nhưng mà con cũng đánh chồng con. Cái ơn này phải ơn lớn. Cái ơn lớn nhất là ơn chồng con đánh con mà con đánh chồng con. Rồi bây giờ thì con... Rồi bây giờ con còn đánh chồng con nữa không? Dạ bây giờ con hết rồi. Hết rồi, giờ nhờ đâu mà con được hết cái ơn đánh chồng? Dạ con cầu xin Chúa. Tại sao mà con biết được giáo điểm tin mừng này mà con có để đến để cầu nguyện cho chồng con thì hết bệnh mà con thì hết đánh chồng? Rồi được cái ơn làm sao con biết giáo điểm tin mừng của con đến để cầu nguyện như thế nào? Dạ con nghe là cha bữa nay là cha cầu nguyện làm lỡ con đi tới. Con tới từ nhà con lên tới đây là 20 tiếng. 20 tiếng? Dạ. Dạ nhà con thấu ở Khánh Hòa là cho cha. Mãi Khánh Hòa Nha Trang. Và hôm nay chị đã lặn lội đến đây để làm chứng cho Chúa. Chị đây tôi gửi tặng cho gia đình của chị một khung ảnh lòng Chúa thương xót. Chồng thì say sưa, vợ thì đánh chồng. Hay thế.
Đầu tiên toàn là đa số là mấy bà lên kể là con đi chồng đánh phải không? Chồng con nó đánh con luôn, ngộ lắm, chồng nó đánh con ngộ lắm. Lần đầu tiên là có bà lên mà được cái ơn là ông chồng phải đánh, chồng phải, chị phải lên đây làm chứng. Thế cha con xin cảm ơn cha và cộng đoàn, kể từ ngày vợ con được ơn, vợ con không đánh con nữa. Hallelujah. Hallelujah. Đây cho người ta đi con đường tín thác nha. Và đây là món quà chị về chị tặng cho chồng chị nha. Bây giờ chị đây từ hôm nay đại lễ lòng Chúa thương xót. Trước kia chị đánh anh ấy, bây giờ chị không đánh anh nữa, chị tặng anh cái máy, chị nói làm sao với anh ấy, nói với chồng, chồng đang đứng trước mặt để nói, cầm máy rồi nói. Dạ, con nói anh ơi, đừng cánh say xưa quá, cần lộn là gì, con cái trong nhà nhà nó. Không, đừng dạy dỗ chồng, cái bà cứ thích cái tật, hồi xuống, cái bà cứ thích cái tật để dạy dỗ chồng, cứ tặng chồng cái máy xong lại, anh ơi đừng say xưa, đừng đánh đập nữa. Tôi nói rồi, đừng bao giờ mà tặng quà mà kèm theo cái lời dạy dỗ, khuyên bảo, nhớ không? Phải nói sao nó ngọt mà chồng nó nghe, nó sướng cái tai, nó mới sửa được rồi. Nói, ngon ngọt rồi. Dạ, từ đây em không đánh anh nữa. Nhiều nhà lục đục không vui, cơm không lành, canh không ngọt, cần mẹ ra tay cứu giúp. Kính lạy mẹ, mẹ lòng thương xót, là mẹ con, mẹ rất thương con, xin mẹ thương tất cả mọi gia đình. Chia lìa nhường nhịn nhau không tranh chấp.